anh chị có thể thấy được sự khác biệt giữa một bên sử dụng sản phẩm Rising và một bên không sử dụng. Một trong những vấn đề lớn nhất của các tài xế khi lái xe trời mưa đó chính là nước mưa dính trên kính xe, làm giảm tầm nhìn khi lái xe. Ngày hôm nay em xin giới thiệu cho các anh chị một dòng sản phẩm của nhà GP24, đó chính là chai phủ chống bám nước kính xe ô tô Rising, giải quyết mọi vấn đề khi lái xe trời mưa. Ngay bây giờ hãy cùng em trải nghiệm sản phẩm nhé. Với công nghệ hàng đầu Nhật Bản và cơ chế hoạt động là ứng dụng chất kết nối Silen giúp tăng khả năng bám dính của dung dịch trên bề mặt kính, khả năng chống nước, kháng hóa chất. Cách sử dụng của chai phủ này thì cũng khá là đơn giản. Đầu tiên thì mọi người chỉ cần làm sạch thật kỹ bề mặt kính và tẩy ố kính để có thể tăng được khả năng bám dính và đạt hiệu quả cao nhất. Sau đó xịt trực tiếp lên bề mặt kính, dùng các khăn chuyên dụng để lau thật sạch lại bề mặt. Bên sử dụng sản phẩm Rising thì sẽ tạo hiệu ứng lá sen và nước trôi nhanh hơn, đảm bảo tầm nhìn của người lái xe. Điểm khác biệt của Rising đối với các sản phẩm khác bên ngoài thị trường đó chính là không chứa axit nên sẽ không gây hại và không bào mòn bề mặt kính. Thiết kế nhỏ gọn với dung tích là 204ml thì chúng ta có thể bao phủ lên đến 10 lần, mà mỗi lần phủ như vậy có thể bảo vệ bề mặt kính lên đến 45 ngày và chỉ có giá 390.000. Nhanh chóng, tiện lợi mà còn tiết kiệm chi phí, bảo vệ tầm nhìn tốt hơn. Đây thực sự là một lựa chọn tối ưu khi đi xe trời mưa. Sản phẩm đến từ thương hiệu GP24 uy tín hàng đầu Nhật Bản trong lĩnh vực chăm sóc và bảo vệ xe ô tô. Có Rising, ngại gì trời mưa?